Giới thiệu, rắn là một loài động vật mà hẳn ai cũng sợ. Nhưng trái với ngoại hình mà mọi người thường cho là nhìn ghê ghê và tởm tởm ấy, nó là một loài động vật rất đáng yêu, thật đấy. Để giải quyết một số thắc mắc về loài rắn, mời mấy bạn, mấy anh, mấy em, mấy cô, mấy chú đọc đi nha. Những hiểu lầm về loài rắn. 1. Có phải rắn nào cũng độc không? Xin thưa là không. Thật ra số rắn có nọc độc và có độc ít hơn rất nhiều so với những loài rắn không độc. Trong 2.500 loài rắn đã được phát hiện, chỉ có 600 loài có nọc độc và 150 loài có thể gây nguy hiểm. Mình nói ở đây là nguy hiểm chứ chưa chắc chết đâu nhá. 2. Mấy con rắn có màu lục độc lắm đó. Đây là một sai lầm không hề nhỏ. Vì sai lầm này đã gây ra thiệt mạng cho biết bao nhiêu con rắn rồi. Rắn lục chỉ là một cái tên mà người Việt đặt để gọi những con rắn có màu lục. Nhưng sau này nó trở thành tên gọi chung của loài rắn lục Viperidae. Và có một sự thật là trong họ đó, những đứa có màu lục chỉ chiếm khá ít, còn lại toàn là màu nâu, màu xám. Ví dụ như rắn chuông, ai cũng xem trên TV rồi, nó có màu xám. Và yes, nó là rắn lục. Ở Việt Nam, số loài rắn họ lục có màu lục ít hơn cả mấy loại rắn nước. Cách phân biệt dễ nhất giữa rắn nước có màu lục và rắn lục thật sự là dựa vào cái đầu của nó chứ không phải màu. Đầu rắn lục thường có hình tam giác và có thể có hai lỗ nằm ở gần hai lỗ mũi, đó là hố nhiệt, giúp rắn thấy được bức xạ nhiệt như camera hồng ngoại, thật là vi diệu. 3. Nhắc đến rắn nước thì người ta thường bảo rắn nước thì làm đi thì có độc. Sai, sai hoàn toàn. Tùy vào loài rắn nước mà có độc hay không. Như loài rắn thạch anh, Otanerus, là loài rắn nước không có độc. Nhưng loài rắn hoa cỏ cổ đỏ, aka rắn học trò, Osminiatus, lại có độc khá mạnh. Đã có nhiều người chết vì con này rồi. À, con này chưa có huyết thanh nên đừng để bị cắn nhá. 4. Rắn nước thì phải sống dưới nước chứ. Đó là một hiểu nhầm khác. Dựa vào cách đặt tên của người Việt, họ rắn nước bao gồm nhiều loài. Một số loài sống dưới nước, ví dụ như rắn bông chì, Eplambe. Một loài rắn sống trên cạn, ví dụ rắn kiếm Baron, Oberoni. Và một số loại sống trên cây, ví dụ như rắn rào cây, Bidendrophia. 5. Con nào là rắn hổ, con để cắn chết người. Lại là một hiểu nhầm về đặt tên. Các loài rắn như hổ mang bành, hổ mang Trung Hoa, Enatra, hổ mèo, hổ xiêm, Enciamensis và rắn hổ mây, hổ mang chúa, Ohana là những loài rắn thuộc họ rắn hổ, Elapidae, có nọc độc chết người. Con hổ trâu, hổ vệ, long thừa, Pimokusa, hổ ngựa, sọc dưa, Eradiata lại thuộc họ rắn nước, không hề có nọc độc. Và hổ chì, hổ hành lại thuộc họ rắn mống, Cyanopetidae, không độc. 6. Rắn nhớt và lạnh lắm. Rắn không có tuyến nhớt và nó không cần nhớt để làm gì, cho nên nó không có nhớt. Có lẽ nhiều người hiểu nhầm vì rắn dài và vảy rắn bóng loáng tạo ra cho người ta cảm giác nhầy nhớt, nhưng thật ra da rắn khô, ấm hoặc mát chứ không hề nhầy và lạnh. 7. Rắn nó đi theo cặp đấy. Đập một con là con kia trả thù luôn. Rắn chả biết khái niệm trả thù là gì đâu. Và nó cũng không đi theo cặp. Nguyên nhân của việc ấy là vì trong mùa giao phối, rắn xuất hiện nhiều. Khi người dân đập rắn mà trùng tuyến pheromone tình dục, khiến pheromone thoang thoảng trong khắp không khí, những con rắn ở quanh đó đã bị kích dục mà còn ngửi thấy pheromone, sẽ đi tìm đến nơi xuất phát ra mùi hương ấy. 8. Rắn là loài quỷ dữ, độc địa, cần trừ khử để làm sạch môi trường. Con người thường có một tính chất là luôn sợ hãi những gì mà mình không hiểu, và điều đó khá đúng với một số họ hàng nhà rắn. Đã từ rất lâu, từ thời ăn lông ở lỗ, con người đã coi rắn như là một loài sinh vật huyền bí, chết chóc nào đấy, toàn điềm xui.
Nhưng bây giờ là thế kỷ 21, chúng ta cần phải suy nghĩ thoáng hơn nhằm bảo vệ hệ sinh thái trên trái đất. Người ta khi nghĩ về rắn chỉ toàn nghĩ đến việc rắn cắn, chứ không ai nghĩ đến những lợi ích to lớn mà loài rắn mang lại. Chúng có rất nhiều lợi ích, thế nên chúng ta nên thay đổi cách nhìn nhận về loài rắn, cũng như nên nhân từ với chúng hơn. Hổ, báo, sư tử từng là những động vật bị con người ghét cay ghét đắng, nhưng qua thời gian, chúng ta lại đứng lên bảo vệ loài hổ và đấu tranh để bảo tồn chúng. Thế vì sao loài rắn lại không có được đặc ân tương tự? Khác với suy nghĩ của mọi người rằng rắn rất phổ biến, chúng đang bị tuyệt diệt dần ở Việt Nam vì người dân thấy rắn là đập, không cần lý do, không cần suy nghĩ. Thế nên hãy công bằng với loài rắn, chúng ta có dư sức để tìm hiểu về chúng và có một cái nhìn tốt hơn về chúng. Kết luận: dù rắn có độc hay không thì chúng ta không nên giết nó vì bản chất của nó là một loài có lợi. Rắn không tự nhiên cắn người, chỉ có chúng ta giẫm phải nó hoặc cố ý đánh nó mới cắn chúng ta. Và đó, sau khi nghe xong bài viết này, các bạn có thay đổi suy nghĩ của mình về loài rắn không? Có hay không thì hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!